chịu với mình vậy? Mình thích. Nè, thôi đi. Hai bạn sao vậy? Thì phụ bộ thôi, đâu làm gì đâu. Chuyện tình tôi. Không tội nha. Thôi đi mà. Trời, tụi em bị cái gì vậy? Nè, cô nói cho tụi em nghe. Tụi em làm cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm gì ảnh hưởng tới chiếc cúp này được không? Các em có biết đây là chiếc cúp mà quý giá nhất của trường mình đó. Đúng rồi đó. Đây là chiếc cúp của bạn Thanh Xuân, học lớp 12A5, giành được trong giải cờ vua toàn thành phố lần này nè. Vậy mà mới tuần trước vừa đem cúp về, ngày hôm sau vì bệnh mà bạn ấy không còn trên đời này nữa. Trời ơi, sao lại là bạn? Đâu phải lúc nào cô Diệu Hiền cũng kêu mình bạn tới giúp đâu. Trời ơi, ngày chủ nhật của mình ở chung với bạn nữa hả? Ủa, sao lúc nào bạn cũng khó chịu với mình vậy? Mình thích. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Mình thấy Thanh Xuân đứng lúc đó ở đây mà giờ nó mất tiêu rồi. Xuân nào? Cái bạn mà chết tuần trước á. Tào lao vừa thôi bà ơi. Thiệt mà, mình thấy rõ ràng ở đây. Trí tưởng tượng bà phong phú lắm rồi đó. Mình thấy rõ ràng mà. Thôi đi, bây giờ làm việc hay kiếm mối đây hả? À, kìa. Đó, bây giờ chạy ngang qua chỗ đó hả? Làm gì quay? Nè, buông ra coi. Rõ ràng là mới thấy ở đây mà, nó mất tiêu rồi. Làm gì quay đâu mà thấy. Bà xàm vừa thôi, bây giờ bà để tôi xuống tôi làm việc đi. Bà muốn làm gì bà làm. Thôi chờ chút đi. Làm gì mà chờ chút, làm gì có ai đâu. Kìa. Gì vậy? Cái gì nữa? Rõ ràng mình thấy thằng kia kìa. Ê, khoan đi, mệt quá. Đừng có thấy cái gì đâu. Trời ơi. Kìa. Là bảo vệ mà. Là chú bảo vệ, vợ e vê nặng vệ chứ phải là ma mờ am ma, hiểu chưa? Hai cháu làm gì la lố sầm vậy? Chú ơi, nãy giờ chú có thấy ai chạy qua đây không nhở? Có. Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà. Mà thấy hai cháu đó chứ thấy ai? Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Lâu. Chú ơi, chú có nhớ bạn Thanh Xuân lớp 12A5 vừa mới chết tuần trước không? Có, chú biết. Bạn Yumi nói là bạn Yumi thấy bạn Thanh Xuân chạy vòng hành lang này chú. Giỡn hoài à. Chú trực ở đây có một mình à. Mà hết nguyên đêm đó. Rồi hai đứa làm công việc xong chưa? Chú còn khóa cửa nữa. Dạ, nếu mà không bị ai kia cản là con làm xong rồi đó chú. Thì thôi nhanh nhủ tranh thủ cho chú nha. Dạ, con đi trước nha chú. Rồi. Tôi đi à. Được rồi, bạn không tin, mình sẽ tìm cho bạn thấy. Bạn có phải là Thanh Xuân không vậy?
Bạn có phải là Thanh Xuân không? Nếu bạn là Thanh Xuân, bạn chết rồi mà. Sao bạn còn ở đây vậy? Đây là chiếc cúp của bạn Thanh Xuân, học lớp 12A5, giành được trong giải cờ vua toàn thành phố lần này nè. Vậy mà mới tuần trước vừa đem cúp về, ngày hôm sau vì bệnh mà bạn ấy không còn trên đời này nữa. Yumi ơi! Yumi! Yumi ơi! Đúng, tôi chết rồi. Bạn chết rồi, sao bạn không đi siêu thoát đi? Bạn còn lang thang ở đây làm gì vậy? Tôi nhớ trường, tôi muốn về thăm trường. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao bạn xuất hiện được ban ngày vậy? Bạn có muốn biết lý do tại sao phải không? Yumi chuyện ơi! Là như vậy. Yumi! Long ơi! Bạn chờ mình ở đây nha. Yumi ơi! Yumi! Long bạn ơi! Đâu đi Yumi! Nhanh lên! Cái gì vậy? Cái gì? Từ từ đừng... Mình thấy Thanh Xuân ở đây nè. Cái gì? Thanh Xuân ở đây? Ừ! Rõ ràng ở đây mà. Làm đi qua ai? Thôi! Rõ ràng mình thấy Thanh Xuân ở đây mà. Làm đi qua ai Yumi? Bạn đừng có nói chuyện này nữa. Về bạn xuống dưới, bạn giúp mình. Ở dưới mình sợ lắm. Đi lẹ rồi về bạn ơi. Nhưng mà... Đi lẹ rồi về. Gì vậy? Bạn với mình cũng có thân thiết gì đâu không? Giống như tạm thân đi. Ở dưới đó mình sợ lắm. Làm ơn đó đi. Xuân đã đến rồi, gieo rắt nhanh, nương hoa xuống mời. Xuân... Chào hai bạn. Bạn có phải là Thanh Xuân không nhở? Bạn nói đi, bạn có phải là Thanh Xuân không? Nếu là Thanh Xuân, bạn nói cho bạn mình biết đi. Bạn mình không tin kìa. Phải, mình chính là Thanh Xuân. Mình đã chết cách đây một tuần. Bạn chết rồi, sao bạn ở đây làm gì nữa? Mình đã nói rồi, mình còn nhiều điều dưng dấn ở ngôi trường này lắm. Đây là vật mà mình yêu quý nhất khi mình còn sống. Mình muốn sờ nó trước khi siêu thoát. Thôi, mình đi đây. Đó, bạn thấy chưa? Bây giờ bạn tin mình chưa? Cái gì vậy? Làm gì mà la lối ông Sâm vậy? Tụi con thấy ma chú. Tào lao. Ban ngày ban mặt làm gì có ma. Rồi hai đứa xong chưa? Về chú khóa cửa nữa. Rồi sao? Bạn có tin người hồi nãy mình gặp là ma chưa? Tin. Nhưng mà chưa tin lắm. Làm sao ma xuất hiện giữa ban ngày? Đã thấy con nói chuyện rõ ràng đấy chứ. Thì mình cũng đang thắc mắc nè. Mặc có để ý đôi chân của ma không? Ờ thì có chân. Có chân mới đi được chứ. Ma bay mà. Bay gì mà bay? Bạn tào lao quá. Thôi đi. Cái gì vậy? Ma đâu? Để quên chỗ rồi. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Chết rồi. Chú khóa cửa rồi Long ơi. Khóa cửa rồi hả? Mà chú bảo vệ đi đâu rồi ta? Có khi nào chú bảo vệ bị ma bắt không? Thôi mày đừng nói tào lao nữa đi.
Tào lao gì mà tào lao? Tao không thấy chú mới ở đây giờ biến mất tiêu rồi hả? Có khi chú đi hướng này kiểm tra làm sao? Ủa tại sao đi hướng này mà không đi hướng này? Hay là mình đi hướng này tìm chú, nếu mà không có mình xuống bảo vệ đi. Chú bảo vệ ơi. Ủa? Sao chú bảo vệ đi đâu rồi? Alo, tôi nghe. Chú bảo vệ à? Dạ, chú ơi, con quên cái ba lô trong phòng, chú mở cửa giúp con mấy. Chú giờ đang ăn cơm con ơi, đợi chút xíu thì chú về liền. À, dạ, chú lẹ lẹ giùm con cho chú. Rồi, dạ. rồi. Trời ơi, chú nói một lát nữa chú về mà sao lâu quá vậy? Bạn gọi điện thoại cho chú ấy. À, để mình gọi điện thoại. Bạn ấy kìa. Ai? Thanh Xuân chứ ai. Tôi nghĩ là tôi nên đi về luôn, không cần tìm nữa đâu bạn ạ. Đi về gì mà đi về? Bạn nhắc cấy quá à. Có gì đâu đi về. Ma mà không sợ nói người ta nhắc cấy rồi đi, tôi đi về. Ma thôi mà. Ủa? Chú. Trời ơi, chú xin lỗi hai cháu. Đang đi đường á, ai ngờ xe bị bể bánh rồi chú mới giá luôn. Dạ, không sao đâu chú. À, hồi nãy con thấy ma ở chợ nó chú. Chú ngày mai cổ hoài. Ma đâu ra? Thôi đợi chú mở cửa rồi chú lấy đồ cho tụi cháu luôn nha. Dạ. Ủa, cái cửa này mình khóa rồi mà. Chỉ có hai đứa. Tụi con đâu làm gì đâu chú. Tụi con đâu làm gì đâu chú. Mày! Cái chiếc cúp. Hai cháu lấy mày không? Tụi con tụi không biết, con gì, không đâu, biết gì hết đó chú. Mà nãy chỉ có hai tụi cháu ở đây thôi mà. Mày chiếc cúp đâu? Nhưng mà con đâu biết gì đâu. Tụi con cũng ở ngoài mà. Tụi con đâu làm chuyện này. Chuyện gì? Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như nó phát ra từ... Ai? Đi ra đây! Ai? Đi ra! Ai đây? Chú! Là Thanh Xuân! Là ma! Ma! Ủa? Mà ma sao nắm tay được? Cậu lại! Nói ngay! Không mời tôi đưa vượt! Tại sao lấy chiếc cúp của ta? Nói! Con xin lỗi chú. Con không phải là ma gì á. Con là Thanh Hoàng, anh em sinh đôi của Thanh Xuân. Hả? Thanh Hoàng? Mà cậu tới đây lấy chiếc cúp để làm gì vậy? Nói không? Không nói tôi đưa lên phường à? Trước khi mất, anh con rất là tự hào và lúc nào cũng nhắc về chiếc cúp này. Thành ra con mới giả làm Thanh Xuân để lấy chiếc cúp về. Con xin chú cho con mượn chiếc cúp này một đêm thôi. Con để lên bàn thờ của anh con để anh con nhìn lần cuối rồi siêu thoát. Thì lúc đó sao con không đến nhà trường mà mượn? Con có đến trường con xin rồi, nhưng mà thầy Quyền với thầy hiệu trưởng đi công tác nên thầy cô không có giải quyết được. Chú không thể nào cho con mượn được. Nếu mà cho con mượn đó, ngày mai chú bị đuổi sao? Đây là chiếc cúp của nhà trường. Trời ơi, chú không thể nào cho mượn. Con xin chú con mượn một đêm thôi. Chú ơi, con thấy á, tâm nguyện của bạn á hợp tình hợp lý lắm á chú. Hay thôi chú bỏ qua nguyên tắc đi, chú cho bạn mượn đi. Chú ơi, con thấy cũng đúng đó. Chú cho bạn mượn đi. Rồi ngày mai chính con sẽ đem chiếc cúp để lại vị trí cũ chú ạ. Không có được, chú mà cho mượn rồi ngày mai nhà trường biết được đuổi chú liền. Con sẽ yêu chú. Nó là ước nguyện cuối cùng của anh con. Con mà không làm được, con rất là đau khổ. Chú không thể nào giúp được cho con đâu. Chú, coi như là chú giúp cho bạn ấy đi chú. Chú ơi, chú cho bạn ấy mượn chiếc cúp đi mà chú. Ừ. Nè, hai
hai cháu hứa đó, phải mang sớm cho chú nha, phải trước 5 giờ đó nha. Con mang trước 3 giờ cho chú luôn chú ạ. Con cảm ơn chú, mình cảm ơn hai bạn.